ตลาดอันนี้ตัดสอจมูกตลาดได้โอ้สตัดสอมวยตลาดดิไม่อันเดียวอ่ะsau khi bay cá bổ ao kia thôi mày vui gì sao thằng lát nè thằng sọ nè thằng lát nè say nôn chùm muối nôn chùm muối say hồng hồng mình trót ấy trót ai rải 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 nôn chùm muối say hồng anh ấy ta sọ chùm muối ta lát ta ta phí bay cáp đi vô vô hai ấy nè chẳng bán đấy nè ó bán đấy bán đã ao lùi mà thì không thôi hỏi hỏi má ai bán hỏi má ai mấy anh say ăn tiền nè hả à nó chụp này nhớ chụp chụp này lại từ phun ra bọc chư đó tà lát anh ta sọ chung môi tà lát đấy ố sợ tà sọ môi tà lát chứ mấy ta vô à anh ấy mơ mồm say cái thế vô tập vô mà cái ai mà đâu mà cái chấp mà cái chấp mà tôi vô tôi chạy cái này hộp đấy hộp nè chạy nè chết khang hộp đấy ăn miên tê thế thế ăn phải miên tê à tê mẹ này cũ dần ăn cái súp ba à ăn thưa súp chân anh à nó sao là muối nè là muối nè vô tao mà chạy kia nè chết càng nè ơi anh xuống tới bên chứ anh sao làm đống nó hột cho hột lá rồi nè 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 vô tao chạy nè chết càng hộp á ăn đã nè có mấy đăng ký sò lông giờ nhí nhí không mà con ơi xưa bự hoành ti sò huyết cũng vậy nè sò huyết cũng lóc nhóc không à con này làm ăn phải mẫu nữa phải không? Dạ dạ. Lấy cái ruột nó ra nữa. Dạ.
thấy không tham. Bây giờ thấy ốc sò dự bán đủ thứ loại hết, hồi xưa đâu có bán ba, đâu có nhiều ốc hồi xưa đâu có ai ăn rồi. Cái rau này á, tại mình thấy á, ở chợ rau á, nó có nhiều đó, nhiều quá rồi ta cho không hết rồi ta bỏ. Ta bỏ thì mình thấy nhiều quá mình tiếc, mình xin lại, mình phân loại ra rồi mình mới cho đem đi cho bà con ăn. Nó không có giải quyết được cái gì đâu, nhưng mà ít ra là mình cũng bà con có cái để có rau để ăn. Ở đây là bắt đầu săn lấp hết, làm rau hết rồi. Đứa nhỏ đi ra trường mà. Cơm cũng vậy, mình làm cho vui xóm vui làng thôi, chứ mình đâu có, mình đâu có giải quyết được tình trạng thiếu ăn hoặc là suy dinh dưỡng của mấy đứa nhỏ. Giờ mình cho nữa, cho nó vui thôi. Chứ mình cho nó ăn cơm là mình cũng làm đàng hoàng, với mình cho ăn cơm mặn chứ không có cho ăn cơm chay. Tới sớm nhất là 1 tuần, mà trung bình là 2 tuần mới đến lượt cơm ở cái xóm nghèo. Thì mà một lần vậy thì chỉ được có hộp ăn thôi, thì nó đâu có giải quyết cái nạn suy dinh dưỡng hoặc là nạn đói gì đâu. Mình cho vui. Mình cho vậy, hy vọng là các bạn khác thấy ủng hộ để mà mình gieo cái lòng hảo tâm, cái tính thương người thôi, chứ giải quyết mà cái nạn suy dinh dưỡng với hoặc là thiếu ăn thì cái đó là công việc của nhà nước chứ không phải công việc của mình. Mình làm một mặt là để vui vui làng vui xóm, mà mình cũng vui, cũng có công việc làm mỗi ngày để mà nó không có rảnh rỗi mấy. Rảnh rỗi sinh ra nông nổi. Bữa nay 2 chiếc. Một chiếc vậy là khoảng 30-40 phần rau. Sáng chạy 1 chiếc, bây giờ chạy thêm 1 chiếc nữa. Hôm qua lấy rau vừa nhiều quá. Vô mà chúc với nhau bà con.